3, 2, 1. Dính lưng luôn. Ui, có nghĩa là lên đến số... Hết số 1 là 40 rồi. Số 2, 80 này. Rồi, đến bây giờ thì chắc là em có thể hiểu phần nào tại sao anh mê cái xe này. Và bây giờ thì mình đã bắt đầu bước vào trải nghiệm lái Volkswagen Polo. Thì đầu tiên, trước khi bắt đầu để nổ, mình phát hiện ra là xe này vẫn sử dụng là chìa cơ, đúng không anh? Đúng rồi. Chìa cơ mặc dù là trong phân khúc hạng B bây giờ thì mọi người xe là đã bắt đầu sử dụng để nổ hết rồi. Tuy nhiên thì xe này vẫn sử dụng là chìa cơ, bấm ngoài cửa cũng là cơ. Tuy nhiên thì em nghĩ rằng xe Đức thì những cái giá trị cốt lõi nhất của nó thì nó là về mặt vận hành. Thì trước tiên thì em sẽ hỏi anh là anh cảm nhận ưu nhược điểm gì khi mà anh chạy cái xe này? Khi chạy vận hành xe Polo này thì anh thấy nó rất là êm ái. Và trong không gian lái thì nó như âm thanh rất yên tĩnh, nó cách âm rất tốt so với môi trường bên ngoài. Không bị dội tiếng ồn từ đường lên, không bị tiếng máy và không bị các tiếng xe cộ và bóng còi ở ngoài đường. Là em nghe thì nghe nhiều hơn là cái tiếng động cơ thôi, còn cái tiếng môi trường ngoài không có thật. Với cả cái tiếng nữa là cái tiếng điều hòa. Nói chung là cách âm tốt. Còn một cái điểm nữa thì em nghĩ rằng ngày lúc đầu mà trước khi em gặp anh ấy thì em cũng thắc mắc là tại sao với 800 triệu đồng thì có rất là nhiều lựa chọn. Có thể là nó sẽ nịnh hơn so với cả cái xe này. Thì em nghĩ đấy cũng là câu hỏi chung của mọi người, tại sao 800 triệu đồng anh lại lựa chọn Polo? Thứ nhất là cảm giác lái xe này nó, anh thấy nó thích hơn hẳn cái con kiểu xem, tức là rẻ hơn chút. Và nữa là đây là một xe khá là độc đáo di chuyển trên đường. Bây giờ nhìn trên đường thì cũng khá là ít những cái con như thế này, có một cái logo Volkswagen rất là to, tròn, nổi bật. Đấy là điểm rất là đáng đồng tiền. Ok, có nghĩa mình muốn khác biệt cả số đông ngoài kia. Bởi vì trước đấy anh biết là hình như anh cũng sở hữu một cái xe Nhật rồi. Đúng rồi, trước anh đã từng sở hữu một chiếc xe Nhật. Vâng. Thế thì về vận hành thì chắc là em cũng sẽ chia sẻ thêm một chút. Thì cái xe này đi thì em nhận thấy là cái khung gầm nó rất chắc chắn. Đấy là cái điểm thể coi gọi là một trong những cái điểm nổi trội của xe châu Âu. Về cái vô lăng thì cái vô lăng phản hồi của nó rất là tốt. Có cái là với chị em phụ nữ thì có thể là khi mà mình đây mình sẽ đảo như thế này thì thấy cái vô lăng nó hơi nặng một tí. Anh có thấy là nó cũng hơi nặng không? So sánh với xe Nhật anh đã đi thì anh thấy con này vô lăng rất nhẹ. Em thì em cũng có nhiều dịp trải nghiệm nhiều xe rồi thì em thấy là nó cũng hơi nặng, nhưng mà với bản thân em thì em cũng thích nặng này. Nhưng mà chị em phụ nữ thì có thể nói nó nặng thì nó có cảm giác lái tốt hơn, đúng mình rồi. Kiểm soát được tốt hơn. Mình thấy cái phản hồi nó chính xác hơn. Đúng. Nhất là đây khi mà mình đảo chỉ cần nhích nhẹ một chút thôi là có thể cảm nhận ngay rồi. Nhưng mà vô lăng rất là ngon. Một cái nữa thì cái tầm quan sát thì mặc dù là một cái xe nhỏ nhưng mà em thấy thì cái cột an này là nó cũng hơi dày đúng không anh? Em thấy thế nào? Cột này anh thấy cũng mỏng hơn xe Nhật anh đi. Đúng rồi, trước anh đi Civic đúng không? Đúng rồi, thì con này nó quan sát được tốt hơn, nó mỏng hơn. Nhưng mà đúng là xe này nó hợp với những người có chiều cao kiểu vừa phải thôi. Như anh ngồi thì cái gương chiếu hậu nó sẽ cản trở tầm nhìn ngoài rất lớn. Đúng. Với cả cái khoảng chống đầu ấy, thứ thì anh thấy là nó chỉ phù hợp để anh ngồi trước thôi chứ không phù hợp để ngồi sau. Thế còn về nhược điểm khi mà anh vận hành cái xe này thì anh thấy có cái điểm nhược điểm gì không? Khi vận hành thì đi những đường xa thì đôi khi là anh sẽ thích kiểu một cái độ vọt xe nhất định, độ mạnh mẽ, khỏe khoắn nên anh sẽ chuyển sang chế độ sport. Tuy nhiên là trên đường thì cũng đang đi sport thì cũng phải quay về lại số D để mà di chuyển những lúc kiểu cần kìm bớt lại để xử lý tốt hơn. Thì anh đang thấy hộp số thiết kế trên cái cần số đang là số S, đến số D và đến số N luôn. Trường hợp đấy nó thì là một dạng thẳng. Đúng, một đường thẳng là anh rất dễ bị quá tay từ S mà trượt qua D mà đến N luôn. Đúng rồi. Nhất là mình đang đèo dốc như thế mà tự nhiên. Đúng rồi. Cũng đúng. Nhất là lúc đang đi cao tốc chẳng hạn. Vâng. Một cái lợi thế nữa đấy là cái xe nhỏ đây. Khi mà mình đang đi qua những cái chỗ rất là chật hẹp thì mình đi qua vẫn rất là dễ dàng. Thì em cũng biết là anh có thường xuyên sử dụng xe để mà đi phố không?
Đôi khi anh sử dụng để đi phố, nó tiện gọn hơn các xe lớn, nhưng mà ở cụ thể đường phố Hà Nội thì anh vẫn thấy là đi xe máy tiện hơn. Đi xe máy tiện hơn cũng có thể, nhưng mà ví dụ như kiểu che nắng che mưa thế thì liệu mùa mưa thì anh có vác cái xe này đi không? Thời tiết mà mưa nhỏ thì anh đi được, còn nếu mưa lớn thì cái gầm xe này nó không cao lắm. Nếu mà gặp đường ngập thì nó chết máy rất là phiền phức. Đúng rồi. Xe nước mà động đến máy móc thì phiền. Thế thì chắc lại cũng có một câu hỏi nó cũng khá là, em nghĩ cũng khá hay, đó là nhiều người mà lựa chọn xe Đức ấy thì thường họ lo ngại nhất là cái vấn đề bảo dưỡng, thì anh thấy vấn đề này như nào? Bảo dưỡng thì ra nó không quá đắt như những xe hạng sang, ví dụ như là ba dòng sang của Đức chẳng hạn, nhưng mà mình mặc dù bảo dưỡng không đắt như thế nhưng mà mình vẫn có được cái cảm giác đi thích của xe Đức, nên là anh thấy dòng Volkswagen, đặc biệt là Polo này, nó rất là hợp lý. Thế anh có thể chia sẻ một chút, ví dụ như là cái đến cái định mức thay dầu của anh thì anh sẽ tốn khoảng bao nhiêu tiền? Như một lần thay dầu của anh thì họ khuyến cáo là thay luôn cả lọc dầu. Thì một lần như vậy là anh tổng chi phí là hết 1.8 triệu, khoảng 1.8 triệu. 1.8 triệu cho một lần. 1.8 triệu thì em thấy là cũng gọi là hơi mặn. Nhưng mà tất nhiên rồi, mình là đi xe châu Âu mà, không có phải mình đi xe Nhật đâu. 1.8 triệu. Nhưng mà thông thường thì khoảng 1 năm thì anh di chuyển có xa không? Có di chuyển thường xuyên không? Hay là cái xe này là anh sử dụng mục đích chính là để gọi là đi phố hay đi chơi, chứ không quá tiện dụng cho công việc đi? Xe này thì anh sẽ dùng để đi gia đình, đến nhà họ hàng, tức là thỉnh thoảng một số dịp trong tuần. Ngoài ra thì là đi chơi xa. Vậy nên là bảo dưỡng thì 1 năm một lần. Thì cũng ít thật. Thì 1 năm một lần, 1.8 triệu một năm. Với cả như là tại vì anh cũng chưa có gia đình đúng không anh? Đúng rồi. Ok nha các bạn nha, anh mình chưa có gia đình. Bởi vì em cũng nghĩ rằng nếu như mà mình có gia đình ấy thì nhiều khi một cái xe con này nó sẽ không phù hợp lắm. Anh có thấy thế không? Ví dụ như kiểu mình muốn chở cả ông bà đi, vợ con nữa thì chính xác xe rồi. Này nó sẽ nhỏ. Xe này chỉ hợp chở vợ con vậy thôi. Còn nếu mà cả gia đình, cả thêm cả ông bà nữa thì xe này không phù hợp. Thì nó chỉ phù hợp cho gia đình nhỏ thôi. Thì lúc đấy mình sẽ lại lựa chọn qua một cái dòng khác chứ không phải là Polo. Hay là anh sẽ lại giữ cái Polo này để anh mua thêm một cái xe mới. Nếu lúc đấy thì anh nghĩ là vẫn giữ Polo, tại vì anh thích cái Polo này. Sẽ thêm một con khác 7 chỗ to hơn chẳng hạn. Thế thì nhân tiện một cái đoạn thẳng như này thì em sẽ xin phép thử tăng tốc để xem là cái xe này nó như nào. Đây, khi mà vuốt cái vô lăng này nó rất là đầm. Đây nhá, em sẽ thử em nhá. Ui, 60 rồi này. Đấy, chỗ kia có đường ngang đấy. Nghe nó rú kiểu, tí nữa mở cửa xuống ấy. Rú vừa rồi mở cửa phê cực. Đúng. Em có thể thử lại. Ok. Thế thì thôi, anh nói thế rồi thì em lại xin phép. Cứ thử lại đi. Anh cũng mê cái tiếng gằn này lắm. Nhưng mà công nhận nhá, xe nhỏ 1.6 thôi nhưng mà cái độ thốc của động cơ rất là sướng. Đây, được rồi. Anh em hạ kính nhá. Em này. Rồi. Bị nhá. 3 2 1. Dính lưng luôn. Ui, có nghĩa là lên đến số thép số 1 là 40 rồi. Số 2 80 này. Đến đâu. Ôi trời. Ui, đấy có tiếng rít rít này hay nhỉ. Ồ, phanh rất êm nhá. Đó. Rồi, đến bây giờ thì chắc là em có thể hiểu phần nào tại sao anh mê cái xe này. Đúng thật, nếu như mà so cả Yaris hay là Mazda 3 thì chắc là em sẽ không có được cái điều đó. Nó như một chiếc xe đua luôn. Đúng thật, mặc dù là 1.6 và trên giấy tờ thì nó chỉ có khoảng 105 mã lực. Nếu như mà so mã lực ra thì có vẻ là nó còn thua một chút xíu so cả Vios. Nhưng mà em nghĩ có lẽ là một cái xe ô tô thì mình phải trải nghiệm mình mới biết được. Đúng, chính xác. Bao giờ giữa trải nghiệm nó sẽ có cái sự sai khác về mặt trải nghiệm so với giấy tờ và các thực tế. Đấy, không phải là cứ nhiều mã lực là nó đã sướng. Mà cái này thì em có thể hiểu được một chút xíu bởi vì là cái xe này cái trọng lượng nó cũng nhỏ.
Đấy, thì về cái mã lực như thế thì bảo sao mình đi sướng. À, công lực nhận. Mà bứt tốc, kiểu như là trên quốc lộ cần bứt tốc để vượt xe chẳng hạn, thì sport rất là hữu ích. Ừ, công nhận thật. Đây, hoặc là khi mà em để đi thì đi nó cũng êm nhỉ. Nó hơi nhạy. Đường này mà đi S thì hơi nhạy. Đúng không? Đây, thử đi qua cái G nhé. Ừ, em. Em. Nhưng mà nếu mà đi nhanh hơn thì sẽ thấy gọi là nó hơi cứng cứng tí. À. Nhưng mà được cái là cái chi tiêu dao động nó rất là tốt. Cứng thì nó bám được. Đúng không? Bám được. Khi mà mình đi vào cua mình cảm thấy yên tâm hơn, không bị trồng chành. À. Con này mà rẽ cua thì nó bám đường chắc lắm. Ừ. Em nghĩ là có thể mình bỏ qua được một chút xíu nhược điểm về gọi là trang bị nhỉ. Nhưng mà đổi lại cái cảm giác lái. Cảm giác lái rất thích. Đúng. Yeah. Đây là mình còn xe còn hơi tải nặng một chút. Nếu mà lái một mình thì nó còn thích nữa. Đúng rồi. Hôm nay thì đây, như các bạn đang nhìn thấy, mặc dù hai anh em ở đằng sau còn một bạn quay phim nữa, ba người. Thì rất sướng. Nhưng mà anh có bao giờ để ý đến cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của cái xe này không? Tiêu hao nhiên liệu theo như đồng hồ xe chỉ, nếu mà anh đi trên cao tốc thì có lẽ là 8 đến 9 lít trên 100 cây. Ừ. Còn trong phố thì nó dao động cũng mười mấy, đôi khi là ghi hai mấy. Ủa? Tại vì anh đúng để rồi, kiểu như nó báo liên tục mà nên là không chính xác lắm. Đúng rồi, không chính xác. Nhưng mà nếu mà đổ ra, nếu mà mình quy về tiền thì có thể là trung bình con này sẽ đi vào khoảng 11 lít trong phố không anh? Liệu có đến không? Trong phố 11 lít thì chắc lại hơi nhiều. Mức độ trung bình thì anh nghĩ là đến đấy. Đến ạ? Ừ. Nhưng mà thôi thì cũng đổi lại thôi. Mình muốn bốc thì mình phải chịu chấp nhận là ăn xăng đúng không anh? Đúng rồi. À, với cả còn yếu tố là bật điều hòa hay không nữa. À, đúng rồi. Ừ, mà em công nhận là cái điều hòa này nó làm mát nhanh thật. Đây, bây giờ hôm nay cũng phải Hà Nội phải ba mấy độ. Bây giờ mình để trong này 23. Ừ, đang 32 độ. 32 độ rất nắng. Mà mình còn đang để nước gió 1. Gió 1. Nhiệt độ là 22 độ thì một lúc là mát rất nhanh. Vâng, mát nhanh. Và em cũng thích một cái điều hòa nó phải mát sâu nhanh như này. Nhưng mà em công nhận em rất thích cái vô lăng này nhá. Nó luôn điểm trừ là các bạn ngồi sau thì sẽ hơi nóng. À, nó không có cửa gió. Cửa gió sau. Vậy thì chắc là để kết thúc cái video trải nghiệm này thì em lại có một câu hỏi, đấy là thường xe Đức thì người ta thấy là dễ bị mất giá, thì anh có quan tâm đến cái chuyện yếu tố này không? Xe Đức thì mua xong bán lại ngay chắc là nó cũng mất giá trị khá rồi. Ừ. Nhưng mà xe này thì anh xác định sẽ dùng lâu dài. Kể cả như lúc nãy anh đã chia sẻ là nếu mà đi gia đình lớn thì cũng anh sẽ bổ sung thêm một con lớn hơn. Ừ. Còn xe này thì nó vẫn cảm giác lái thích. Và để đi phố nhẹ nhàng. Con này giá trị sử dụng lâu dài. Ừ. Nên anh không lo về vấn đề mất giá. Ok ạ, vâng, đấy, cảm ơn anh. Thưa các bạn, là cũng phải nhờ qua những cái chương trình mà mình được trò chuyện với các chủ xe như thế này thì mình mới hiểu ra rằng là tại sao có những người mà lựa chọn xe không theo số đông. Thì đơn giản là bởi vì mình không thích chạy theo số đông này. Cái thứ hai là cũng bởi vì thiết kế. Cái thứ ba là nó phải phù hợp với cả cái mục đích của mình. Đấy, quan trọng nhất là cái mục đích của bản thân. À, như anh thì anh chỉ chạy thường xuyên một mình, hoặc là có chăng thì chở thêm mỗi bố mẹ thôi. Đó. Thì em nghĩ là cái vấn đề về mặt không gian thì nó lại không phải là quá quan trọng. Và quan trọng nữa thì với bản thân mình thì cái xe nó phải đáp ứng nhu cầu bản thân. Mình phải thấy sướng với cái xe. Cảm giác lái thì như em công nhận là cảm giác lái rất là đã. Đúng rồi. À, đây là mình đi đường này nên là cũng không có điều kiện để trải nghiệm nhiều. Đúng còn rồi. Ví dụ như là mình đang đi S mà mình về D hoặc là từ D sang S thì nó cũng rất là trơn, không có một lỗ khựng nào cả. Rất là trơn. Hộp số làm việc nó rất là mượt. Rất mượt mà. Rồi ạ.